Xong rồi làm gì đấy? Đi đâu ấy? Tớ lợi tức. Gì đấy? Cục kia! Mày làm gì nhà tao ấy? Được ạ? Mày đứng lại! Đứng lại! Có ai đứng lại không? Ủa đứng lại không? Đi đâu? Đứng lại! Nó hát gì đấy? Nó hát gì vào nhà em ạ? Như nó hát mắm tôm sao anh ạ? Mắm tôm hay cái gì đấy? Mắm tôm! Mắm tôm! Mày làm cái gì đấy? Mắm lâm! Hả? Chúng mày không nhìn thấy sao mà còn hỏi? Bố! Tại sao mày hát mắm tôm ở nhà thư ăn cứt à? Tao thích hát này em bảo quên rồi đánh tao! Phải biết là mày không mày hát mắm tôm là nhà người khác ấy. Người ta đang ngủ không mà mày hát được. Mày ngủ không hả? Anh sẽ muốn đi thư về rồi. Về nhà mày nhá. Ui, mày không công xuống làm gì à? Kiếm xem đấy. Xong rồi làm gì đấy? Đi đâu ấy? Tớ lợi tức. Cái gì đấy? Cục kia! Mày làm gì nhà tao ấy? Được ạ? Mày đứng lại! Đứng lại! Có ai đứng lại không? Mày đứng lại không? Đứng lại! Mày đứng lại! Cuối à? Mày làm gì nhà tao? Mày vừa làm gì đấy? Hát gì nhà tao? Tao có làm gì đâu? Lên đây! Tao chả hát gì cả! Hát mắm tôm ở nhà tao ạ! Cục kia đứng lại không? Đứng lại lại đấy! Hả? Đứng lại lại đây! Ê, xíu lại đây! Mày vừa làm gì? Thì tao gọi cho em ăn. Tao làm gì thì em gọi cho anh Kiên đấy. Mày gọi cho anh Kiên sang đây. Mày gọi cho anh Kiên sang đây. Mày xử mày đấy. Mày bỏ tao ra. Mày từ này em gọi cho anh Kiên đấy. Mày hát gì vào nhà tao? Tao đi hát gì cả. Mắt mày nhìn tao hát à? Mày có nói không? Anh Kiên ơi. Con Sung nó hát gì vào nhà em ăn ạ? Con Sung với thằng Mảnh ấy. Vâng, bây giờ em bắt được. Con Sung ơi, bây giờ anh sang đây luôn đi. Chó kia coi. Vâng. Chó kia chạy đâu rồi? Mày đợi ở đây một tí, anh Kiên sang rồi. Mày nghĩ tao sợ à? Mày cũng sợ đấy. Có bằng chứng đồng hàng rồi đấy, tao nhìn thấy rõ mắt tao đấy. Hát xì vào nhà tao xem nào. Mày gửi sang mùi gì? Đúng mắm tôm rồi. Mắm tôm ở nhà em này. Mày bỏ tao ra. Lắm lắm. Nó hát xì vào nhà em ạ. Như nó hát mắm tôm sao anh ạ? Mắm tôm hay cái gì đấy? Mắm tôm. Mắm tôm. Mày làm cái gì đấy? Lắm lắm. Hả? Chúng mày không nhìn thấy sao mà còn hỏi? Bố. Tại sao mày hát mắm tôm ở nhà thư ăn cứt à? Tao thích hát này em bảo quên rồi đánh tao. Mày, thế mày biết mắm tôm này mày hát là mùi vào nhà nó mùi như nhà không mà mày hát là mùi nhà nhỏ hả? Tao thì tao hát thôi. Thế mày đi tao đổ cái bắp đầu mày không? Đổ bố rồi. Về nhà bắt nó liếm sạch. Mày lôi mày nhà đi rồi. Nói với cả con thằng Mảnh rồi. Con thằng Mảnh chạy rồi. Nó đi cùng thằng nào ấy? Nó đi với thằng Mảnh, bây giờ thằng Mảnh nó chạy tối rồi. Về nhà mày lôi về nhà. Đi. Mày đi lôi về nhà. Mày đi lên đây. Sang đây. Tao bắt mày liếm sạch. Tao mình liếm sạch mắm tôm đấy luôn đấy. Đây. À mày chưa? Tao đi lên đây. Cho mình liếm hết luôn. Thế mày này, thế mày hát được mắm tôm ở nhà người khác. Bây giờ tao cho mày liếm thử mắm tôm xem nào. Rồi nhá. Lôi nó về luôn. Mẹ thua là liếm sạch. Nhanh. Này. Mày mà không nghe nhá, mày mà không liếm sạch mắm tôm này đi nhá, bố mày cho mày đi công an luôn. Đây nè anh ạ. Đây. Đâu? Đây xe, đây cổng em đây này. Cả xe là anh ơi. Việc mấy đứa bắt hết vào nhà khách này bây giờ nó mùi biết nhà không? Đây trong đây đây này. Ăn vào đây xem này. Con kia vào đây. Mày hát đâu tôi mày mày nhớ cái đây mình gửi đi. Đéo. Gửi đi. Điếm vào. Mình gửi đi. Đéo gửi. Đây này. Mày gửi đi, ăn đi. Mày gửi cụ mày đi. Mày hát làm tôm là người khác bây giờ mày nghĩ sao hả? Dọn sạch mẹ mày nữa. Mày liếm sạch. Mày là mày tao hát ở nhà mày mày ở đây là ngoài sân thôi, chứ mày đợi đấy. Mày mà không dọn sạch nhá, mày không liếm sạch chỗ này nhá. Tao đố mày về đấy, Tao nói mày nghe này, hôm qua mày gọi thư ra là mày bắt đạt thư tao đánh nhá. Bây giờ mày định xuống đây mày trả thù á? À, thì ra mày trả thù á? Chó này nữa. Bây giờ mày thích cũng đéo được. Còn thằng chó kia ấy, nó yêu mày mà nó bỏ mày ấy, thì nó cũng đéo yêu đâu. Bây giờ mày mang cả mắm tôm ra mày hát vào nhà người khác, mày biết là cái mùi mắm tôm mẹ nó còn lâu đấy, mùi không hả? Làm như này mày ăn gì? Cứ bình bình mà chó ấy. Đấy, nhà mày chứ nhà tao đéo là mà tao phải sợ. Tao cứ thích hát. Chỗ chết mày. Và chết đó luôn đó. Mày ra đâu không? Mày ra đâu rồi? Anh bắt nó vào lại. Bố tao hỏi đấy. Mày ra tao hỏi mày á. Mày mồm mày kêu gì? Cho mày hết kêu rồi hả? Mẹ mày mồm mày vênh 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 không? Đã sai này là ra mình vênh mồm đi. Ấy sạch bóng đôi của tao. Tao đéo thích nhà của mày, chúng mày cứ đi mà gạo. Dịch đéo thì tao phải dọn nhờ. Mày hát rồi bây giờ mày mày chạy về mày lấy anh đi rơi đi. Có con mẹ vào đây luôn. Về mày. Giữ lại.
Ê, bố ơi, chó này vào luôn. Xem này. Anh cho anh. Xem thằng chó làm chú này. Anh cho anh ngay cái đấy. Nó hát này, cho nó ngửi. Cho mày mày, luôn. Mày hát ăn tôm nhà người khác á. Mày nghĩ là mày ăn tôm người khác xong á. Bố ơi, chó này ở đây luôn. Dũng ơi, lấy cái dây. Mày chó đây. Mày ngồi đây. Qua mình ngồi đây, mình ngửi xem mình ngửi được không. Mày không ngồi thì mày đứng mẹ mày đi được. Mày đéo sao ngồi được. Mày cứ chửi cái gì mà được ngồi. Được chưa? Cầm cái rẻ được, cầm cái rẻ kia được. Lấy rẻ đây buộc cũng được mà. Loát như này thì bây giờ bố mẹ của Thư về nó mày cao rồi nó đòi nó thẳng thế. Đây đây. Mày hất cái cả xe này. Đây được không? Đưa đây. Nhanh. Anh chói vào. Tao chó mày vào đây nhá, mày khác chỗ nào nhá. Là tao chó mày vào chỗ đấy, mày hiểu chưa? Giữ tay cho anh. Chó cho nó ngửi ở đây luôn. Mày đứng yên. Mày đứng yên không? Không ai bỏ tao ra. Mày có đứng yên không? Chói mày. Còn bất giận mày nữa. Mày biết là mày mình không mày hát bắn tôm là nhà người khác ấy. Người ta đang ngủ không mà mày hát. Mày ngủ không hả? Anh em bố chị Thư về rồi. Đấy là nhà chú mày. Mà ông nghĩ là nhà tao nha. Nó vừa hát bóng tôm ở nhà. Con này làm sao mà mày hát bóng tôm ở nhà tao này. Tôi nghĩ nó nào nó hát. Sao chả biết là sao bây giờ thằng Phúc ấy à. Mày của mày kể cho bố đi với thằng Mạnh nhưng bố ạ. Bố cháu ngồi đi về thì nó hát bóng tôm ở nhà. Mày như Mạnh nghèo mày thằng Mạnh đâu bạn mày biết cái này à. Bây giờ thằng kia chạy trốn rồi. Cháu không biết được thằng này nó bảo là thằng Mạnh nó chó con này để nó con này nó hát. Nhưng mà chính tay con này nó hát đây này. Hôm qua con của bác đánh cháu làm gì? Tao nói cho mày nghe là nếu mà mày không đánh cái Thư ấy thì cái Thư nó không đánh mày đâu. Hôm qua là nó gọi cái Thư ra, nó định đánh cái Thư. Nhưng mà may là cháu chạy ra, cháu can kịp. Thế là cháu tức quá, cháu bả nó. Bây giờ chắc là nó tức quá, nó đến nó trả thù, nó hát với tôi mày là bác ấy. Cái Thư bây giờ cháu nèm nèo nèo như bây giờ nhà bác như bây giờ bác bác nó gọi. Nhà cổ nhà cửa bác như này, cổ cổng dạng như bác như này. Cháu nèo này không được rồi. Bây giờ thì cháu lấy gì, cháu rửa lấy đi trả cho bác đi. Nhà bác, bác không thể nghe nghe đâu không bác béo chỉ quyền ra để bắt cháu đi. Bây giờ bác không có nhiều nói nữa, bây giờ bác nó phải liếm sạch nắm tôm đi. Nó hát nắm tôm đi, toàn mùi này. Mẹ mày đưa mày hát mày hết. Mày hát cái lên nhìn mày có ngửi được không mà mày hát nắm tôm. Mày hát cho mày rửa rẻ cho bác ngay một chút đi. Bây giờ bác ơi, bác gọi cho chính quyền đấy, bác gọi cho người ta đấy. Bác gọi công an luôn. Mày gọi đi, mày nghĩ tao sợ à? Bây giờ nhá. Tuy nhiên bố mày thả ra, bố mày bắt mày lâu. Lâu sạch không thì bắt thả mày. Mày rửa rẻ cái bác ngay được chứ. Bà mày phải tỏ ra, mày tao đéo mà tao phải hỏi. Thì lời nha, tao bảo mày ra. Mày nông rẻ cái bác ngay được. Mày cầm cái rẻ này. Mày lâu sạch. Bao giờ nha, nhà bác thắng ấy mà hết mùi cả tôm thì tao thả mày về. Còn nhà mày hôm nay nhá, tao đố mày ra khỏi nhà bác thắng ấy, tao nói mày biết đấy. Mày biết là mày thắng tôm ở nhà người khác. Nhà người khác ngửi không? Không được đấy. Không được đấy. Không được đấy. Kể đi. Tao cho nó lau cái rẻ khâu, lau sạch. Lau ơi. Lau kia. Lau kia. Mày đừng tưởng là nông vẫn thiết yếu. Mày lau nha đi. Để tôi lau. Mày lau sạch. Ê, không quên tao lau đi. Mày lau gì thế à? Tao thích lau thế này. Bây giờ chúng mày thích thì chúng mày tự lau đi. Mày hát mang tôm ở nhà người khác, bây giờ mày lau kiểu thái độ à? Hả? Nhà chúng mày thích nhà tao. Bố mày đéo cho mày về nữa. Đừng chưa? Bao giờ mày lau sạch bố cho mày về. Bố nói như thế. Lau sạch sẽ rồi cho giải nhà bác đi. Nhà bác làm gì mà mày đi thì mi đồng vẽ với ai mà mày đi. Mày lau là mày là mồi. Chúng mày đừng có đấy mình nói. Lau sạch nhanh lên. Cả lau ngoài này. Cả mà này nữa này. Bước ra mà này lau 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 ngoài đâu. Bước ra lau sạch nhanh lên. Chiếu chỗ để mình bắt. Hả? Lau sạch vào này. Dạ tao cầm tao thích bắt đầu để em kiểm tra. Mày thằng Dũng này anh cầm để. Lau sạch đi. Mày lau sạch nhanh lên, tao mẹ mày còn tha cho. Đừng có thái độ. Tao thích thế đây. Bây giờ lau sạch cả cái đường này. Dũng bắt nó lau chùi sạch sẽ để nhà mình. Bây giờ anh thích lau của tao chế, chúng mày thích lau sạch chúng mày tự đi mà lau. Thì bây giờ mày có lau nhanh nhẹn không? Nhanh đi. Nó lau thế độ anh ạ. Mày cứ lau thì đéo là thử lau, lau cho sạch thì được. Mày thích thái độ thì bố mày càng cho mày lau cả giờ tối. Nhanh lên. Chó mày vắt mày nữa, mày lau đi kiểu gì đấy hả? Mày lau đi kiểu gì đấy? Tao lau thế, mày thích lau sạch mày cứ đi mà lau. Mày đổ vào, mày không lau được ra ngoài hả? Ok mẹ, cho lau đi vào nhà đi anh. Đi.
Kéo vào nhà bố mày đứng đây đấy. Ba nhà em kéo đi. Nào đi. Mà chết đi mà lao. Chó ra. Mẹ con chó. Ba lo. Phương thì đeo đuổi cơ. Đẹp bố cơ. Không đâu, không đuổi nữa. Mẹ nó lại đổ hết băng tôm ra như này. Nó trộn cả tương nữa sao ấy. Mùi kinh quá. Vừa này nó ném vào vòng người ăn này. Bừng hết cả nhà rồi. Mẹ nó ra hết cả xe này. Sao thế mày nhìn thấy nó mà không bắt cả cái thằng Mạnh đi vào luôn. Đằng kia phóng xe chạy mất. Thế nó bỏ cái này à? Vâng. Nó phóng xe đi mà em đã không kịp. Thế nó bỏ cái này lại ở lại luôn. Cái thằng này mẹ chở con này đi xong rồi bỏ cái này ở lại. Thằng khốn nạn này nữa. Thằng kia bắt thằng kia được vọa chết mốt luôn. Chỉ ra là thằng kia xui ấy. Tao không biết thằng nào xui nhưng mà tao chỉ biết là con nào thôi. Hát cho tao chịu đấy thôi. Mẹ nó cay cái vụ mà hôm qua là chú đánh nó. Hôm qua chú đánh nó cay. Mày ra hết cả cổng này. Mùi tanh. Có cả tương, kinh quá, trộn cả tương sao ấy. Thì các bạn ạ, à, thì vừa đấy là mình vì nhận được điện thoại của em Dũng ấy, em ấy bảo là con nắm con mặt dày nó vừa qua nó hát mắm tôm vào nhà bác Thắng. Mình tiện thể là mình đang uống nước ở đây thì mình chạy qua. Thế mà không để cho mấy anh em bắt được cả thằng kia nữa để nó chạy. Nó chạy, nó phóng xe chạy nhanh quá em không bắt được. Nó trộn cả tương với cả mắm tôm anh em ạ, nên là mùi nó kinh lắm. Nó gào hết cả xe luôn, mấy ngày mới hết được. Giờ lát nước ở đây, nước xịt. Cứ này mày bơm nhưng mà xịt qua thôi đúng không ạ? Thì qua đi không có mùi đâu, hết mùi đấy. Còn lâu hết mùi.